Alo. Alo, phải anh là lên YouTube của anh Trọng với chị My không dạ? Dạ đúng rồi chị. Ồ, gì chia sẻ gì mấy anh lên rồi khuyên anh Trọng đi, vì chỉ là chắc có lẽ là ông trời không có còn duyên phận nữa thì thôi buông cho rồi, để lên nói chi mà nhiều như vậy rồi cũng làm khổ cho ảnh nữa. Dạ thì cái này tụi em và cộng đồng cũng có khuyên ảnh thì nên dứt bỏ đi. Tại vì chị này chị không có xứng đáng với mình nữa đâu. Thì cũng thì bây giờ em nói gì cho anh nghe nè, phải phiên ảnh chứ, để ảnh ngã gục rồi nhiều khi thì thương bà này quá rồi, ổng nghĩ quẩn rồi bỏ tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Bây giờ nghĩ nó cánh cửa này nó đóng lại thì cũng có cánh cửa khác mở ra, chứ đâu phải mà gì người phụ nữ gì mà để buồn rồi ốm rồi không mặn được rồi công việc gì rồi hai mấy đứa nhỏ làm gì sinh sống. Phải nhịn nhỉ khuyên ổng giùm chờ đừng có ấy nữa, buông bỏ cho rồi không có gì để buồn nữa hết. Dạ thì cô bác đồ cũng có nhắn nhủ lại những cái thông điệp mà. Dạ chị, anh nhắn lại em ở Đồng Tháp nè, em đang coi nè. Dạ anh nói ảnh vậy đi, chứ giờ mấy anh lên mạng thì cũng như khuyên ảnh vậy đó, cho em thì gia đình em cũng có nhiều cái đau lắm, không có hạnh phúc, còn thấy gia đình ta tâm phúc thì người ta không giữ, thành ra là em thấy em cũng thấy bức xúc, thấy ổng khóc mà thấy tội quá trời luôn. Bây giờ không trách cái người tình luôn, không trách cái thằng kia, nếu mà vợ mình nó là người không chung thủy với mình thì làm gì người kia mà lên giường với vợ mình, lên giường được, dắt vợ mình đi có tại vợ mình thôi, đừng có trách người kia cái gì hết trơn, trách người đàn ông kia cũng không đúng. Dạ. Bây giờ nếu như hết duyên nợ thì buồn à, ông trời nhiều khi em coi trên kinh Phật đó, người ta nói là vợ chồng hết duyên hết nợ là buồn, dù 5-6 đứa con 60 tuổi gì người ta cũng vẫn ra tòa chia tay, tại cái đường tình người ta đã hết. Còn bây giờ ảnh thấy ảnh đứt ruột quá lên mà khóc mà cứ nắm tay đi kiếm vợ hoài vậy, phải cảnh như vậy hoài vậy, thấy ngày nào cũng mở coi thấy tội quá trời luôn. Nói chung á là hiện tại thì ảnh tinh thần ảnh cũng hơi ổn lại rồi chị, nhưng mà mấy ngày nay thì anh cũng có nộp đơn để mà nhờ tòa án như là xử ly hôn á chị. Rồi nhưng mà nghe nói là chị My chỉ không chịu về gì đó, không chịu gì, không chịu về thì mình đương đơn phơn cũng được thôi, tại vì chỉ bỏ ra đi mà mấy đứa nhỏ nó sẽ theo cha nó, thì mấy đứa nhỏ nó ra thì nó sẽ tiếp trò nó làm nói lên, thì ảnh bây giờ dứt khoát đau đớn một lần này rồi mai mốt rồi làm lại cuộc đời. Em nói với anh á, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, không có bao giờ mà để ông trời mà ông phụ lòng cái người tốt ai hết trơn á. Chọn hai người người ta đã, đừng có nói cái người đàn ông mà khóa hạnh phúc, tại nếu như em là cái người phụ nữ mà em không có thích hay là em không chịu thì không ai làm gì được em hết trơn. Cái đó là tại vì chị My thôi. Đừng có nghĩ ngầm cái người tình của chị nó. Đó, em nói gì anh nghe đúng không? Dạ đúng rồi, thì em cũng nói cho chị nghe, em cũng là cái người đã cũng từng vợ cũng đi một bước rồi, thì em cũng hiểu được cái hoàn cảnh đó, cho nên em cũng có khuyên ảnh thôi đi, mình cũng không còn duyên nợ nữa thì mình chia tay sớm đi, mình còn lo cho ba đứa con nhỏ nữa. Đúng rồi. Chứ còn anh mà gục ngã thì mấy đứa con anh bây giờ nó cũng gục ngã theo anh thôi. Nó đâu có đầu óc gì đâu mà đi. Với thứ nhất là nó còn em đầu nói cho anh nghe, nếu như mà người phụ nữ đó người ta ra đi vì bệnh gì đau gì mình cũng nên thương tiếc. Còn này là đã người ta bước đi, người ta không còn duyên nợ với mình nữa thì mình cũng đừng nên khổ vì người đó. Em nói đúng không? Dạ. Bây giờ thấy ảnh mày nhiều như gì không biết đó, là còn gạo bao nhiêu nó, cái người đàn ông mà nó còn cái người phụ nữ nó cũng khó lắm, nó chơi hoài nó khó dứt khoát lắm. Thì ảnh nói thì ảnh chơi. Ảnh nói thì ảnh bỏ đó, ảnh dứt khoát đó, nhưng mà ngặt cái trong lòng không suy nghĩ sao mình cũng đâu biết đâu chị. Trời ơi, nấu trước mặt nó vậy chứ về nhà mà đàn ông gì mà nấu lên mà khóc. Nếu mà đàn ông tôi hứa với ông ấy sớm tôi là đi hay là mà một đêm thôi mà về vô nhà còn không được rồi đuổi ra đường luôn. Này chứ đừng nói như ông này. Ông này ông nói tới đâu là ông khóc tới đó, mà nói chung là cảm xúc của ông yêu cầu là nhắc tới là ông khóc à. Thì đó, nói chung là cái cảnh này anh nói là chắc có lẽ là ông thương vợ ông nhiều lắm. Rồi thôi bây giờ đau lớn một lần này thì mình cũng sẽ kiếm người phụ nữ khác, dù không đẹp như vợ mình nhưng mà tân đẹp lòng đẹp dạ đẹp nết, về cũng lo cho mấy đứa nhỏ nó. Rồi bây giờ nếu mà anh nói chỉ không có chịu về thì mấy đứa nhỏ ra tòa đơn phương, mấy đứa nhỏ này nó ra tòa nó làm chứng cho nó chấp nhận là mẹ nó vậy vậy đó,
Chứ có gì đâu mà phải để kéo dài thời gian hoài vậy thì tội cho ổng quá. Chị Nemi này thì nói chung là cộng đồng thì người ta lên tiếng, chỉ là nó thẳng ra là chỉ bêu xấu người phụ nữ Việt Nam luôn chị ơi, rồi cho nên nó cộng đồng người ta bức xúc dữ lắm. Đúng rồi, nếu như bây giờ mình không thương trọng con nữa thì mình nói thẳng đi, bây giờ tôi với anh không còn thương với nhau nữa, ra tòa chia tay, cháu không còn chung sống trong mái nhà mà đi 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 về về vậy, mà sau này còn trở về nữa thì đau khổ trong ông này nữa thêm nó thôi, chứ không có hối tiếc gì nữa hết trơn á. Chỉ làm chỉ không có nghĩ hậu quả cho đứa con gái của chị đang lớn, nó đứa bé Kiều nó 14 tuổi, không phải nó còn nhỏ đâu. Đúng rồi. Thế vậy sau này bé đó nó lớn lên nó lập gia đình, người ta cũng cũng dòm ngó, người ta hỏi thăm rồi mẹ Nói thôi. chung á thì người ta muốn con cứ con gái thì người ta nó phải nhìn á, là mua heo chọn nái, mua gái chọn vòng đó, Dạ người ta đúng rồi. dòm mẹ nó vậy á, chú với chú mẹ sùng thì chú con cũng sùng. Dạ. Vậy và vợ ổng, ông xã của ông bà chị My đó thì nói vậy cũng đúng, nhưng mà bây giờ mình nói hoài thì bà cũng không có, bà nếu mà bà biết nghĩ tới đó thì bà đâu có làm, bà đâu Dạ. có làm tới cái cảnh mà bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà, trời ơi, nhìn đứa nào cũng hốc hác tội nghiệp quá trời luôn. Nói nhiều lúc mà cộng đồng mà có một số bình luận nói là tụi em dựng kịch bản, thì nói thì tại sao nhà ở nhà tường mà sao mấy đứa nhỏ nó ăn đồ mà lam lũ, như là cái lúc mà anh Trọng đi tìm chị My này nè, là ở nhà đâu có tiền bạc gì đâu. Trời ơi, cái nhà tường á, rồi quay lên á, phụ tích nè, em có truyền hình bành kia nè, các chị, cái nhà của người ta nếu mà nó có giàu có xe thì đồ đạc vật chất nhà cửa người ta nó cũng phải tân trang, nó cũng phải đẹp, còn này cắt kính mưa kính nắng mà cũng đâu phải bao nhiêu tiền, có người này nhiều chuyện không đúng nơi đúng Rồi chỗ rồi luôn. rồi chửi tụi em với anh Trọng là dựng kịch bản lên đặng mà ăn chia tiện nhau, tụi em tức cho lắm. Nhưng mà kệ đi, ai nói gì nói. Thôi, cái chuyện đó ai nói giùm cho xã hội mà. Người ta muốn nói thì sao ta nói, chứ mà nhưng mà YouTube nó lên ta quay cái nhà là ta hiểu rồi, tôi là Dạ. tôi hiểu rồi đó. Tụi em đâu có giấu hay là che cái Chỉ nhà đó, nhìn là mấy đứa cũng như nhỏ là đó, nhìn cái cảnh mấy đứa nhỏ nó sống ở trong cái nhà đó, nãy quay YouTube lên cái truyền hình tôi nó bành kia đi nè. Dạ. Hay lên đây nè. Trời Đây. ơi, nhìn mấy đứa nhỏ, nếu mà cha nó mà giả cái nữa cái đổ gì, nếu mà cái người người đàn ông mà giả mà bộ mà lên YouTube rồi lấy tiền để cho ta coi á, là lấy tiền là nhìn cái người đàn ông cũng phải sang cả, phải chứ đâu phải người mà ảnh buồn mà hốc hác mà thấy cái clip nào lên thấy là ông cũng xuống mà thấy xuống rõ ràng luôn, Ảnh nhìn nói nó lúc khủng trước khiếp chưa là cái bộ. lúc mà ảnh còn ở trên đi làm ở trên Bình Dương đó, là ảnh gần 70 kg đó, bây giờ ảnh nó còn khoảng chừng 45 47 kg đó, chị thấy chị biết rồi đó. Bữa nay nè, bữa nay tôi coi cái mạng mà ổng xin lỗi vợ ổng á, là anh không có lỗi dầm gì với em ha, là anh thấy anh xuống mà nó ốm hai tay rồi, nổi gân nó ốm dữ lắm luôn rồi đó, Dạ thì mình thấy như dòm vậy cái mà con đâu người ta phải mình biết là liền. giả gì đâu, trời ơi, người ta nhìn người ta cũng biết chứ. Dạ. Rồi thì rồi mấy ngày đó đi tìm vợ nha, rồi chiếc xe thì nó hư lên hư xuống, rồi dẫn thêm thằng con nhỏ nữa đi theo đi tìm mẹ, rồi mấy đứa nhỏ này ở nhà, rồi thêm cha già nhà bệnh hoạn á, là chỉ thấy cơm nước này kia nọ đâu có tiền bạc gì đâu, đi xin nước tương á, đi xin nước tương ăn á, chứ đâu có đồ ăn đâu mà ăn. Thì bây giờ em nhắn vậy đó, em cũng không biết nói gì hơn, anh cứ nói ảnh là giờ cái người phụ nữ này không có còn xứng đáng gì với mình nữa thì không không buông, chứ đừng có để buồn mà khổ mà nghĩ quẩn nữa, phải kiếm một người phụ nữ nào khác, phải kiếm liền, chứ không có phải nó còn thương vợ con gì. Có người ta mở cửa này qua này, em thấy là có người cũng thích ảnh, là thấy hoàn cảnh với cái đạo đức của ảnh như vậy, người ta bây giờ ta không cần tiền, nói sẵn là em sống ở với chồng con em cũng nói hoài không cần tiền bạc vật chất gì nhiều, phải cần cái người đàn ông nó có đạo đức đó, nó biết thương yêu vợ con nhà lo cái gia đình, dù dọn cơm ra mà cơ rau mắm muối gì cũng vậy cũng được đó. Nhưng mà người đàn ông này có đạo đức quá mà chỉ không có biết thì ta con cộng đồng mạng thì thế nào là cũng có cái cánh cửa khác mở ra, nói ảnh là không có buồn mà cũng không còn hối tiếc gì người này nữa hết. Tụi em Giờ thì em khuyên em sợ nhắc nhiều đó thôi. ảnh, tụi em sợ ảnh nghĩ quẩn thôi, chứ kỳ rồi Rồi, thì tụi em chị cũng em lên. nhắn như đó thôi, cho tới giờ em dọn cơm cho nấu cơm trưa cho người ta ăn rồi. Dạ dạ vậy thôi, cảm ơn chị nhiều. Dạ đúng rồi. Chú ở Bình Dương này con, Dạ. chú xem cái clip của con, là chú từ xem từ đầu đến tôi, chú thấy chỗ anh Trọng với chị My á. Dạ. Chú chia sẻ anh tí có được không, con có rảnh không? Dạ chú nói đi chú.
chú thì giờ đang rảnh nhưng mà xài các con bận đó, mà chú cũng chia sẻ một tí á, chú Dạ. thấy chú buồn quá. Thế chú. À, thế chỗ chồng thì làm sao mà chú xem từ cái clip từ đầu đến đuôi, xem kênh của chú ăn rồi xem kênh của lại rồi xem rất là nhiều kênh, nhưng mà chú thấy chồng á, một người vợ mà đã ra đi vậy á thì đừng nên thương tiếc làm gì, bởi vì á là dù có kéo lại đi về chăng nữa rồi nó đã vẫn ra đi à con. Chứ điện thế này con có lên clip được không? Được ạ. À, nhưng mà chú thế này, vợ chồng á, chú khuyên chồng này, bây giờ chú cũng là đạo Thiên Chúa, nó cũng đạo Thiên Chúa, nhưng mà chú thấy này, bây giờ nó mình á không lấy được vợ khác nữa, nhưng mà mình vẫn hiến dâng cho Chúa, vẫn là nuôi ba con thành người thành đạt luôn, mình hy sinh hết tất cả luôn. Bây giờ không may con người một người vợ như vậy á, thì mình quên đi nuôi ba đứa con thành đạt. Bây giờ nó ai cũng trong cái giai đoạn nó cũng buồn cả, mà cũng khổ tâm cả. Chứ còn đạo Thiên Chúa thì bước đi bước nữa thì sai luật đạo. Nhưng mà chú thấy chồng nó yếu mềm quá. Alo. Alo. Chú cứ chia sẻ đi, con đang nghe đó chú. À, có nghe được không con? Dạ con nghe được, ý là con đang nghe chú nói, chú Nó yếu mềm quá, chú cũng là ở Bình Dương này con. dạ. Nhưng mà cái clip này con có chia sẻ đến với chồng được không? Dạ được ạ. À, chú khuyên chồng này con, là bây giờ chú nói với chồng này, bây giờ phải tự tin lên, vững chắc lên. Một người vợ như vậy thì đừng có nên luyến tiếc làm gì. Chú quay trên chỗ cái clip mà chỗ mấy anh hiệp sĩ Bình Dương kéo tay về, anh em mấy em về với anh, thì mình đúng là thương tiếc vợ thật, mà vẫn thương yêu vợ thật. Nhưng mà một người đàn ông không nên như vậy, phải không con? Dạ. Mà thằng bạc hết như vậy thì hay là mình không cần phải nói đến nó. Bây giờ vợ mình đã hư hỏng lần này lần thứ 4 rồi, chứ không phải là một lần nữa. Và bây giờ nó đã người ta biếu một cái thì giá đến già, nhưng mà đã kéo về rồi, nó lần thứ hai nó vẫn ra đi, thì bây giờ lần thứ 4 rồi á, thằng trọng có kéo về lần thứ 5 nó vẫn ra đi. Bây giờ như con Kiều nó bây giờ nó ra nó lôi mẹ nó về, mà nó vẫn có là nó bảo con mẹ con nó là con khủng, thì hỏi con là người mẹ nó còn cái gì nữa là để mà liên tiếp nữa hay không. Mà chú thấy cho con trọng mà chú rất thương nó. Alo. Chú nói đi, Alo. con đang nghe chú nói chú ơi. À, chú chia sẻ một tí, nhưng mà con thông cảm cho chú, nhưng mà chú rất là buồn, nhưng mà chú xem các cái clip này chú thấy là buồn lắm. Nhưng mà chú khuyên con này, nói có đăng lên hay là nói với chồng nữa này, chú cũng là Thiên Chúa, vững tâm lên, dù mình không lấy được vợ khác, mình ba nuôi ba đứa con nó như tranh vẽ, mai mốt nhờ nó mình sống một cuộc đời vi vu hơn, chứ không phải nói xin lỗi con bây giờ không phải thiếu một người phụ nữ mà phải như vậy, đúng Dạ. không con? Dạ. Bây giờ một người phụ nữ đã không trung thành với mình mà thì mình còn liên tiếp hơn làm gì, phải không con? Dạ. Bây giờ vợ thì rất là thương mà cũng rất là yêu, mà cũng rất là quý, nhưng không may phải một con vợ như vậy thì bây giờ còn đi tìm nó làm gì. Bây giờ mình là ông, bây giờ nó cánh cửa này khép rồi thì cánh cửa mở khác ra, nếu đó là có luật đạo Thiên Chúa không cho phép đó con. Dạ. Nhưng mà nó sai lập đi, sai 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 cái luật đây thì mình vẫn có quyền mà. Nhưng mà chú thấy nó yếu mềm quá, tại sao mà nó cứ đưa lên mạng nó khóc rồi nó thế này thế kia, mà con cái nó bỏ rơi nó đi tìm con đi tìm vợ nó, mà con nó ba đứa con như tranh vẽ, nó không ở nhà nó lo cho con nó mới tìm con vợ như vậy. Nó xin lỗi con, bây giờ một người phụ nữ như vậy có đi tìm về rồi cửa trước cửa sau rồi đấy, tháng trước tháng sau rồi nó cũng đi à, đúng không con? Dạ. Chú xem mà chú thấy thương trọng vô cùng, tại sao nó lại thương con vợ nó đến cực độ như người phải bùa.
bây giờ nó dù sao đi chăng nữa nó cũng là vợ là chồng, nhưng hắn đã không trung thành với mình mà đã không, bây giờ nó quân nó còn đang còn bảo là cái quân nó hắn khùng đó đấy, quân Kiều, chính quân Kiều nó nói mà chú nghe mà chú thấy nó khổ tâm thật đó, phải đúng là chú là người dưng nước lã mà chú thấy một đứa con nó nói mà chú rơi hai hàng nước mắt luôn nó con. Dạ yeah. Thật chú ngày chú khổ tâm một người mẹ như vậy không xứng đáng để cho ba đứa con nó kêu bằng mẹ. Một chứ cần chi mình một người chồng mà bây giờ con vợ nó loạn luôn như vậy mà còn cứ đi kiếm làm gì. Bây giờ chú nói con một câu chốt cho ngành, bây giờ nó con có gặp chồng bảo là khuyên nó bây giờ thôi, bây giờ không may ra cái số phận con của chồng như vậy thì bây giờ nó hãy đứng vững lên, đừng buồn mà cũng đừng có liên tiếc làm gì nữa. Còn cái khổ tâm trong lương tâm thì gia đình nhà nào ta nói cho ai không khổ con. Còn bây giờ nó đứng vững lên để mà nuôi ba đứa con, sau này 3 năm nữa thì nó ngồi nó vút râu, nó con nó sẵn sàng nó nuôi nó được. Thế bây giờ cứ cố ra mà đi tìm chú xem, nó thấy mà chú xót xa mà chú thấy chú đau khổ. Bây giờ một người vợ như vậy đã 4 lần rồi chứ một lần hay là nó lần đầu chứ nữa mà cứ đi tìm. Mà bây giờ đi tìm mà xe nó đụng thế này thế kia nữa, rồi vô bệnh viện nó điện cho nó cũng chẳng thèm điện nói lại. Yeah. Mà sao mà một người đàn ông mà chú thấy nó mềm yếu, nó thương vợ đến kịch liệt đến cỡ đấy cơ. Đúng là chú rất thương trọng nhưng mà chú cũng buồn cho nó, một người đàn ông phải như con có xem cái clip thằng Bạc với mẹ con nhà nó không? Dạ. Yeah. À thằng quên xin lỗi, xem cái clip của thằng Saji. Alo. Dạ dạ. Con có xem cái clip của thằng Thạch Saji không? Dạ dạ có chú ơi. Ờ cứ một người đàn ông người ta phải mạnh mẽ như vậy, nó nếu mà người ta không may nó có bọn hiệp sĩ ở Bình Dương nó đến bảo là anh xin lỗi vợ đi, cái chỉ cần một câu xin lỗi nó vô tù ngồi mút một đời luôn. Đó. Mình một người đàn ông như vậy đó chú phục cái thằng đấy. Mà trọng á chú khi nó mềm yếu, nó thương quá thương vợ thì bởi vì tình yêu thì nó thương nó, nhưng mà không may phải một cái số phận mình như vậy thì mình quên đi rồi lập lại cuộc đời, hoặc là để dĩ vắng trong người để mà nó buồn sầu ở trong lương tâm. Rồi còn có ba đứa con đấy nữa, rồi còn có ông nội ông ngoại gì đấy, ông nội thì nó còn bệnh tai biến gì đấy, ông đã đứng lên phát biểu không bao giờ nhận đứa con dâu như vậy nữa mà cố đi tìm. Alo. Chứ xem mà chú thấy thương ba đứa con nhà nó mà bây giờ nó mẹ nó đã không cần, thằng cháu nó còn cố ra đi tìm để cho ba đứa con. Thấy cái cô bên Mỹ đó, cô Dương hay cô gì đấy, cô bên Mỹ có họ mẹ có đem cơm đem thức ăn đến cho ba đứa con. Thật không à con? Alo. Dạ nghe chú ơi. Hả? À? Nghe chú ơi. Bây giờ mấy chú nghe là chú cứ xin xả những gì chú muốn về gửi lên chồng đi. Con đang nghe chú nói. Chú gửi cái này không được hả? Vậy ý là chú muốn sao? Trong khi đó chú nói thì con đưa lên mẹ ai cũng nghe chân, thậm chí anh chồng cũng nghe luôn đó. Chú nói là này chồng cũng nghe không vậy? Thì bây giờ chú nói con nghe sao mà con đưa lên mạng thì ai cũng nghe chân mà, thậm chí anh chồng cũng nghe mà. À chú khuyên con này, bây giờ chú bên Zalo thì không có số Zalo của con, nhưng mà chú khuyên con này nó có gặp chồng hay là có đăng lên Zalo cho chồng nó xem. Bây giờ chú nói này, chú cũng là Thiên Chúa mà nó cũng là Thiên Chúa thì cái luật mà vợ chồng bỏ lấy vợ khác thì rất là khó, mà lấy là sai luật Thiên Chúa. Mà bây giờ nó không may phải cái số phận như mình, vợ nó đã nghiện trai, nó đã bỏ đi như vậy thì bây giờ nó đã không nghĩ đến con chứ hiếu gì nghĩ đến mình. Thì bây giờ đừng có nên nó là khóc lóc, hoặc là đừng có nên nó là đi kiếm nó nữa. Phải vững chắc lên nuôi ba đứa con nó thành tài lên. Mình là biết là một con người đàn ông nó vững chắc trong cuộc đời để làm gương cho cả mà cái nước Việt Nam này. Bây giờ mình là người đàn ông mà mềm yếu như vậy thì một người như vợ đã bỏ 4 lần ra đi còn đi kiếm nó tìm mà khóc lóc thì chú thấy nó rất là mềm yếu. Nhưng mà chú nói như vậy thôi, nhưng mà bây giờ cũng trong gia đình nào thì mỗi cái gia đình, mỗi cái trong tranh ấy biết tranh có giận được. Chứ không có ai bên ngoài biết được, nhưng mà ai trong cái cuộc đấy thì cũng buồn, cũng khổ tâm cả. Nhưng mà khuyên cháu đừng nên đi tìm nó,
mà cũng đừng nên nó là khóc lóc gì nữa, mà cũng đừng nên nó là cho nó về nữa. Bởi vì một người vợ như vậy thì cho nó về thì nó cũng chỉ về đến trên chiếc chân sau là nó cũng ra đi à, không bao giờ nó ở với mình suốt cuộc đời đâu. Alo. Đúng rồi, con đang nghe. À, không bao giờ nó ở suốt cuộc đời với mình đâu, cho nên nó là thôi á, là con nó có nói con đang lên clip bảo khuyên anh chồng bảo là cố gắng vui tỉnh táo lên, còn có ba đứa con, còn có nội này, còn có anh em hàng xóm này, bây giờ làm cái gì mà phải đứng khổ như vậy, mà phải tìm một vì một cái lần bà mà phải khổ, không may ra đường nó xe nó đụng nó cán cho cái như bảo vừa rồi nằm viện đó, thì bây giờ để ba đứa con trai nuôi đây. Đấy, cho nên là chú vô cùng là chú thương ba đứa con là nó, mà thương thằng Trọng nhưng mà nó yếu mềm quá. Mà con My như vậy á, chú chia sẻ này, bây giờ nó dối cha, về dối chú không. Nó không bao giờ nó thành thật, bây giờ chứ nó đứa con này bây giờ nó bảo nó, trong khi đó thằng Trọng vô cùng là thương nó. Đi sắm vàng, sắm tiền gì cho nó, sắm cái dây chuyền hay vắm đồng bạc cái gì cho nó. Sắm buổi sớm buổi chiều nó đi theo thằng khác. Bây giờ thằng bạc hay theo thằng nào chú không biết, nhưng mà đã khỏi nhà ra đi là một con vợ lăng loàn rồi. Phải không con? Alo. Chú ơi, chú cứ nói đi. Con đang nghe chú nói nãy giờ, con không nghe, con tắt rồi. Chú cứ... À, vậy hả?